chào tất cả các bạn. Hôm nay Nghi xin giới thiệu về sản phẩm in mã vạch sản xuất 100% tại Nhật Bản. Sản phẩm này có thương hiệu tên là Vrim. Đây là sản phẩm của hãng Otonin. Sản phẩm này in với chất lượng tem đẹp, dùng cho những nhãn đề can sắc nét trong bo mạch điện tử, trong ứng dụng may mặc cho những cái tem nhãn vải để mà phục vụ trong cái vấn đề về thời trang may mặc. Sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan, với thiết kế một cái máy công nghiệp rất là gọn. Có hướng dẫn sử dụng trên này. Đây là lõi để chứa mực, còn đây là đầu in của máy. Máy có thiết kế nhỏ gọn đẹp, đặc biệt là chất lượng rất tuyệt vời. Để dễ hiểu hơn, dòng máy này cũng cho mọi người biết là máy này cũng giống như là thương hiệu xe ô tô, nó là đại diện cho Toyota của Nhật Bản. Để nói rằng là sự so sánh cái chất lượng của máy in này rất là tuyệt vời.